Thưa quý vị, đầu tuần sau ngày 21 tháng 9, học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch. Là độ tuổi cần sự chăm sóc đặc biệt nên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Trường mầm non Tuổi Thơ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu năm nay có thêm một cơ sở mới khang trang, 6 phòng học để phục vụ cho nhu cầu học tập của con em trong khu vực. Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới, từ nhiều ngày qua, các giáo viên trong trường đã dọn dẹp vệ sinh, khử trùng đồ dùng học tập ở cả hai cơ sở. Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng các cô cấp dưỡng thì cũng đã chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất cũng như là dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế đồ chơi và chăn mền để cho các cháu để chuẩn bị tới trường. Tuy không trực tiếp đi vào Đà Nẵng, nhưng bão số 5 những ngày qua cũng đã gây mưa to, ảnh hưởng đến cảnh quan của các trường học. Hoạt động tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn được các trường tăng cường trong 2 ngày cuối tuần để chuẩn bị tươm tất cho ngày đến trường của học sinh. Thì các cô giáo cũng đã tự lên trường, trang trí các phòng lớp, tổng dọn vệ sinh, tất cả mọi thứ và chuẩn bị những cái điều kiện thiết yếu nhất để cho trẻ trở lại trường. Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố cũng đã chuẩn bị một lượng lớn nước rửa tay, nhiệt kế điện tử để kiểm tra thân nhiệt cho học sinh và giáo viên. Ngoài vệ sinh cơ sở vật chất, các trường cũng lên các phương án tuyên truyền, phương án cách ly phòng dịch. Nhà trường cũng chỉ đạo cho bộ phận y tế chuẩn bị đầy đủ các cái dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nhiệt kế, khẩu trang, làm các phòng cách ly để trong quá trình mà học giảng dạy và học sinh với lại giáo viên nếu phát hiện có sao có bị sốt, bị ho thì nhà trường sẽ đưa vào phòng cách ly để mà theo dõi. Nhà trường cũng chuẩn bị các cái tài liệu tuyên truyền như 7 việc học sinh cần làm khi đến trường, đủ 5K để cho giáo viên tuyên truyền trong 2 cái tiết đầu của cái ngày đầu tiên. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng, các trường sử dụng 2 tiết đầu của ngày học đầu tiên để ổn định tổ chức lớp, hướng dẫn triển khai các kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn về hô hấp, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường không cho trẻ đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa.